Chào mừng toàn thể anh em đam mê và các bác đã quay trở lại với kênh bán hàng của shop phụ kiện Minh Thảo PCB em nha. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, shop Minh Thảo em sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người về những cái dòng kính ngắm chống nhảy tâm tốt nhất ở trong tầm phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, cụ thể là từ khoảng độ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu nha các bác nhé. Hiện tại thì trước khi nói đến sản phẩm thì em xin phép nói qua về một chút hình về hình thức mua bán và giao dịch ở bên shop Minh Thảo em là ship hàng COD đồng kiểm toàn quốc các bác nhé. Mọi người mua hàng thì được phép là kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán trả tiền. Và mọi người đặt hàng bằng cách là một là gọi điện trực tiếp cho bên em bằng ba số kia, hai là có thể nhắn tin qua Zalo, ba số kia có chèn Zalo nha các bác nhé. Rồi, mọi người xem video thì nhớ để lại cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để những cái lần mà em ra video mới nhất thì mọi người có thể là biết được nha các bác nhé. Đấy, thì ngay trước mặt màn hình của tất cả các bác đây, ở trên này thì em đã để sẵn 4 mẫu nha các bác nhá. Ở đây 4 mẫu là Lugo, Teago, Marco và Bera TMD nha các bác nhá. Thì mẫu Lugo hôm nay em sẽ có hai thông số cho anh em. Thông số là em có 4-16 x 44 và 4,5 x 18 x 44 nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì tất cả các bác để ý là tất cả những dòng kính ngắm chống nhảy tâm tốt ấy, thì chủ yếu cái thân kính của nó sẽ là thân 30 thay vì thân 25 nha các bác nhá. Đấy. Chiều dài của những chiếc kính ngắm này nó cũng tương đương nhá. Chiều dài nó khoảng độ 33 đến 35 cm nha các bác nhá. Độ sắc nét của những chiếc kính ngắm này thì nó sẽ cực kỳ là cao nha các bác nhá. Kính Luger. Ở đây em sẽ có hai phiên bản nhá. Phụ kiện đi kèm thì sẽ đầy đủ hết là ống chống lóa và chân kính nha các bác nhá. Cái đấy thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ đi kèm theo kính ạ. Luger cái này là thông số 4,5 x 18 x 44 nha các bác nhá. Nếu ở đây đấy thì ở đây em có hai cái này. Đấy mọi người chọn cái nào thì chọn một cái thông số nhỏ và một cái thông số lớn. Hàng thì đợt này thì hàng đặc biệt thì nó cũng không có nhiều lắm đâu nhá các bác nhá. Kính Luger thì tí nữa em sẽ quay tâm cho anh xem nhá. Kính Teago nhá các bác nhá. Teago cũng là thông số là 4-16 x 44 nha các bác nhá. Thông số này thì các bác có thể ngắm ở cự ly thì trên 100 m, còn anh em đi bắn chim bắn cò ấy thì các bác có thể bắn được khoảng độ 100 m nha các bác nhá. 100 m ok. Đó. Teago. Hàng cực kỳ là đẹp nhá các bác nhá. Tất cả là thân kính 30 hết nhá các bác nhá. Thân kính 30 đây. Sử dụng dây 11 hoặc là dây 20 nhá. Bây giờ thì súng ống thì bây giờ nó cũng có nhiều loại nhá. Mọi người chú ý anh em mua đặt hàng ấy, thì mọi người nhớ là phải nhắc em là dây 11 hay dây 20 để em cho đúng dây nhá. Để anh em cho đúng kẹp kính bắt chân dây nó chuẩn. Đấy, đỡ phải đi các bác là đổi đi đổi lại nhiều lần nhá các bác nhá. Marco. Marco cũng là thông số 4-16 nhân cho 44 nha các bác nhá. Marco đây. Cái đặc điểm mà nổi bật của thằng Marco và Teago này thì nó sẽ nếu như để em chấm điểm mà độ led thì nó sẽ cao hơn độ led của con BSA và độ led của Luger nhá các bác nhá. Độ led ở đây mọi người nhìn này. Ở đây ở cái đơn vị của nó lên tận 600 lần này. Cái đơn vị nó chỉnh nét tận lên mức 600 này. Còn hai con kia thì cái mức độ led của nó sẽ kém hơn nhá các bác nhá. Đây con này ví dụ như con Luger này thì là độ led của nó là 200 này. Đấy, 200 này. Đấy, phần đấy là phần chỉnh led mà. 200 này. Còn BSA. BSA thì đến 500 thôi nhá các bác nhá. 500. BSA này chắc hẳn là anh em vẫn là thuộc dòng và chơi nhiều nhất rồi. Con này thì nó là tâm số không giống như những cái con kia. Con này thì độ led là 500 nhé các bác nhé. BSA TMD. Con này thì anh em mà chơi vẫn nếu mà tầm dưới 2 triệu thì mọi người chơi cái này nó vẫn là nhiều nhất đúng không ạ? Mọi người chơi cái này thì tầm vẫn là nhiều nhất. Nhưng mà cái này thì nó có một nhược điểm là nó con này nó có một nhược điểm là tâm của nó khá là mảnh nha các bác nhé. Tâm mảnh. Mặc dù là tâm chấm tròn ở giữa nhưng mà tâm của nó là mảnh
Nhiều anh em đi bắn ở trong rừng hay những nơi khó ngắm ấy, thì cái này nó sẽ hạn chế nha các bác nhé. Hoặc là những bác nào mà lớn lớn tuổi ấy, mà mắt nó kém ấy, ngắm khó thì cái này cũng hạn chế nha các bác nhé. Nhìn tổng quần đâu, nhìn tổng thể thì đây là một chiếc kính ngắm đẹp, còn là bên ra là một chiếc kính ngắm đẹp, tâm của nó đẹp. Đấy, giá cả hợp lý nha các bác nhé. BATMD tầm 2 dãy số. Còn những bác nào mà thêm những sự lựa chọn thì đây là sẽ là một vài những sự lựa chọn nữa này. Đấy, các bác nào mà còn đang băn khoăn thắc mắc là những cái tâm nó kiểu như này mà đây tâm như này. Tâm như này thì nó cực kỳ là nét nha các bác nhá, dễ vạch đậm. Nó không bị mảnh quá nha các bác nhá. Ngắm vật ngắm biếc nó cũng dễ. Đây, mẹ quay. Còn các bác yên tâm là những cái kính TGU với kính Makko này, nó độ chống nhảy tâm và luger chống nhảy tâm nó cũng rất chi là tốt nhé các bác nhé. Chống nhảy tâm rất chi là tốt. Còn kính ngắm thì em nhiều video không biết là anh em xem video của người ta quảng cáo như nào ấy, nhưng mà kính ngắm ấy thì kính nào cũng kính nó sẽ có tỷ lệ nhảy tâm. Nếu chưa nó không phải là hoàn toàn là chống nhảy tâm là 100% đâu nhá các bác nhá, không phải 100% đâu. Đấy. Thế nên là kính là càng đắt tiền càng xịn ấy, thì cái độ nhảy tâm chống của nó thì nó sẽ tốt hơn nhá, nó sẽ độ bền nó sẽ tốt hơn nhá các bác nhá. Đấy chỉ có vậy thôi. Đấy. Tâm của nó đây. Thôi bây giờ em cứ quay ở bên ngoài cho các bác xem nhá, cứ quay như này. Nhìn nó ngược sáng lắm. Đấy thì mọi người có thể lựa chọn một cái kính nào, mọi người xem là cái kính nào nó phù hợp nhất với mình thì mọi người chọn nhá các bác nhá. Đây đầu tiên thì em sẽ cho các bác xem một luger. Đấy, độ nét thì miễn bàn nhá các bác nhá. Đây. Em tự cầm điện thoại em quay một mình nha. Có gì sai sót thì mong mọi người là thông cảm cho em nhé. Luger nhé, đây con Luger. Còn còn là Tiago. Đây tâm đậm này. Marco. Marco. Đó. Cuối cùng là BS à. Ra tầm 2 dãy số. Cái tầm này mảnh thì em sẽ zoom lên một chút nhé. Em sẽ zoom lên để cho anh em xem tầm dễ hơn một chút nhé các bác nhé. Tầm của nó như này nha các bác nhé. Rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho em để em báo giá nó tốt nhất nha các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video giới thiệu sản phẩm lần sau nha các bác nhá.